آية واحدة في كتاب الله في القرآن آية واحدة نعم وجمك كو كنجنك trong thánh kinh Quran من قرأها في ليلة và ai đọc nó vào lúc ban đêm لم يزل عليه من الله حافظا và người đó sẽ luôn luôn nhận được sự bảo vệ từ Allah Subhanahu wa ta'ala ولا يقربه الشيطان حتى يصبح và những tên Satan sẽ không bao giờ có thể đến gần được người đó. آية واحدة لكن شوف فيها فضل عظيم. Chỉ một câu kinh duy nhất nhưng mà ân phúc của nó mang lại vô cùng to lớn. تسمى هذه الآية بآية الكرسي. Và cái câu kinh đó được gọi là Ayatul Kursi. نعم في سورة البقرة. Nó nằm ở chương البقرة. نعم وهي قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.